tôi có phải là con của vương quốc tình yêu không? Có không? Có. Thưa cha. Ông có passport visa gì của nước tình yêu không? Không. Thưa cha, con xin giới thiệu con Uzeo Hồng Ba, con ở Ấn Độ này. Con năm 54 tuổi. Con hôm nay con xin lên con được làm chứng. Con bị bệnh tiểu đường. Bác sĩ bảo là đường nhiễm trong máu không chữa được thì nó uống là tôi chết. Sau khi con cầu nguyện bằng tiếng Phật và Chúa, bây giờ còn đi xét nghiệm nhiều lần là con không còn hiểu được. Con xin nhân chứng cho cháu ngoại. Khi mà mới sinh bị vô nước trong thai thì bác sĩ bảo là bị sinh ra nó sao? Bị vô nước. Vô nước trong cổ nha. Thì bác sĩ bảo là bây giờ không có máy hút nước ở đám đông, không có máy hút nước trong cổ, chỉ có đi làm thôi. Đưa về mình chết, mà để đây mình chết thì chuẩn bị mình đưa về chôn cháu. Xong rồi thì chúng con cầu nguyện nhờ nhà rằng rồi nhiều người cầu nguyện mà tư xót quả Chúa đến sáng mai cháu vẫn bình thường, nó đưa về đi làm, bây giờ nó được 3 tuổi vẫn khỏe mạnh không chết ạ. Hết chưa? Còn một số nhân chứng đó thầy cháu ơi, nhưng mà ba nhân chứng quan trọng mà xin nói nhân chứng riêng bản thân con thì con ngồi nói thì người bình thường không nghe bản thân con, nhưng mà con nằm ai mà biết đến nằm thương xót của Chúa thì mới tin. Thì con ngồi trên xe buýt là con ngồi với bạn tài xế, thì ngồi đầu ghế đầu tiên thì đi ngược chiều có cái xe tải, ông bắt đầu xe buýt nó tông vào hông của xe tải, ông xe lái xe đi với chung ba chặt mép, còn con ấy thì với tiếng con quan ra ngoài thì xe nó quay xuống 4-5 mét ấy, mà con không biết là nó kiểu gì mà con buồn buồn. Con nằm ngay bên cạnh cục đá mà sắp lên xe có 10 cân mà, thì con chỉ bảo là Chúa thương con để con sống. Cho nên con mong muốn con lắng nghe bài giảng của cha từ cả sáng trưa tối đêm, cứ lúc nào lúc nào còn nghe. Còn ba đi ngủ của tôi nhiều lúc vợ phải tắt đi thì con có để hết pin. Con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn, và thế nên là lời cảm ơn em rất là nhiều. Một người lời chứng rất là mộc mạc, đơn sơ và chân tình. Cười gieo đấy, những con dân của lòng Chúa thương xót nó cứ hồn nhiên như vậy, không chết à, vẫn sống à, nghe anh sợ hết đi à, cứ hồn nhiên như vậy. Thì gieo sống hồn nhiên, con cái của lòng Chúa thương xót, con cái của vương quốc tình yêu, con cái của một vị vua mà bị vui được vua tình yêu, vua lòng thương xót, thì những người dân của nước tình yêu, nước lòng thương xót thì cũng cứ sống đi và đi. Thì thưa chị em, chúng ta đã đang nếm cảm nước thiên đàng ngay ở đây bây giờ. Chúa nói với người trong ngay hôm nay ta cho người ở trên thiên đàng với ta. Có nghĩa là nếu người ấy nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu độ, nếu người ngửa mặt lên nói với Chúa là xin nhớ đến tôi, xin nhớ đến con, thì ngay lập tức họ đã ở trong nước Thiên Chúa vì họ đã có Chúa Giêsu rồi. Thánh Phô-xê-na nói rằng nếu mà con lên thiên đàng mà không có Chúa thì con cũng chẳng lên làm gì, mà nếu Chúa cho con có xuống tận luyện ngục mà ở đó có Chúa, con cũng vẫn xuống đó hơn là lên thiên đàng mà không có Chúa. Thưa anh chị em, dám xác tin được như vậy không? Anh chị em đến với nhau để tin mừng này, để anh chị em gặp gỡ được vua tình yêu, để anh chị em gặp gỡ được vua của lòng thương xót, mà bị vua ấy đội một cái vương miện bao nhiêu là kim cương, bao nhiêu có, bao nhiêu là hột xoàn có, vương miện lên 5 số tầng có,
Vương quyền ấy biết bao nhiêu là vàng phối, vàng ròng, vàng sệt thì đó có không? Không. Vương miện của vua tình yêu, vua lòng thương xót là cái gì? Mặc áo gai người chị em. Cái ngai của vị vua đó, một cái ngai là phải bằng gỗ hay là bằng ngà voi hay là bằng cái gì đắt tiền lắm. Nhưng ta vẫn thấy những cái ghế mà trên cung thánh này các vị chủ tế ngồi, ghế nào cũng rất đẹp, rất sang, rất là tầu kỳ, đắt tiền. Chúa không ngồi cái ghế đó, Chúa không ngồi cái ngai đó, mà cái ngai của Chúa ngồi là cái gì thưa anh chị em? Thập giá. Mà Chúa có ngồi không? Không ngồi nữa chứ. Mà Chúa có đứng không? Không ngồi, không đứng. Chúa có nằm không? Không nằm, không nằm, không đứng, không ngồi. Thì Chúa lại cái gì? Đi trao trên cái thập tự, trao trên cái thập tự. Và cẩm bào của Chúa, cẩm bào của những ông vua, của những bà hoàng, đến bao nhiêu hồn kim cương, ngay cả một cái áo không thôi mà đáng giá cả tỷ đô la, thì chính cả mấy trăm hồn kim cương của những cái cô siêu sao, của những người mẫu vân vân và vân vân. Còn đây, vị vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa, một đấng mà khi nghe tên Thánh Chúa Giê-xu, các tầng trời mừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trời đất kiếp ruồn. Ôi Giê-xu, Chúa Giê-xu là vua, Chúa vua của là vua, nhưng lòng Chúa xem một Thiên Chúa của chúng ta như vậy đấy. Vua chính là vua, Chúa chính là Chúa mà không một mảnh áo che thân. Chúa của chúng ta đây, Chúa của những người nghèo, Chúa của những người đau khổ, và Chúa của đấng đó rằng mọi tội lỗi ốm đau bệnh tật ta đã mang vác hết lên trên cái thập giá rồi. Một đấng mà nói với ta là mọi đau ốm bệnh tật hãy chạy đến với ta, hay vất vả gánh nặng hãy đến với ta, ta nâng đỡ bổ sung cho. Vua đấy, một ông vua mà không chất gánh nặng lên vai người dân, một ông vua mà không siêu cao thế nặng, một ông vua mà không làm cho người dân phải e hổ lên chịu bao nhiêu gánh nặng, mà một ông vua đã nói với người dân rằng là ai vất vả gánh nặng hãy đến với ta, ta nâng đỡ bổ sung cho. Một ông vua nói là hãy học với ta thì ta hiền lành và khiêm nhường. Một ông vua mà nước Giang Phi ấy có tội lỗi như vậy mà nó chỉ cần quay trở về thật lòng xin nhớ đến tôi thì ngay hôm nay ta cho được người ở trên thiên đàng với ta. Chúa cũng nói với từng người anh chị em đang hiện diện nơi đây và từng người anh chị em đang nghe hoặc xem trực tiếp ở trên những phương tiện truyền thông. Chúa nói với mỗi người, từng người rằng ngay hôm nay ta cho con ở trên thiên đàng với ta. Ngay hôm nay ta cho con ở trên thiên đàng với ta. Có nghĩa là khi ta có Chúa, tức là có thiên đàng. Khi Chúa đang ở trong ta, tức là ta đang ở trong thiên đàng. Lúc này, khi ta có Chúa là ta đang ở trong khi ta đang ở với Chúa là ta đang ở thiên đàng. Vậy lát đây khi mà rước lên mình Thánh Chúa Giê-xu, một vị vua vô cùng cao sang, vô cùng cao trọng, vô cùng quyền uy, vô cùng quyền quý, mà lại ở trong tấm bánh mình Thánh Chúa Kitô. Anh xem rước lấy mình Thánh Chúa Kitô là đang ở trong thiên đàng rồi, nước thiên đàng đang ở trong anh chị em. Và mỗi người dân đó hãy thực hiện hiến chương nước trời, hãy thực hành lòng thương xót, thì điều đó chứng tỏ cho mọi người biết rằng chúng ta là dân của Chúa, chúng ta là dân của nước trời, chúng ta là con cái của vua tình yêu, vì chúng ta biết yêu thương nhau. Ôi Giê-xu,